Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hyundai Kona 2021 vừa ra mắt, có gì mới? Hyundai Kona 2021 đã chính thức được ra mắt phiên bản nâng cấp với nhiều thay đổi mới trong thiết kế và trang bị. Hyundai Kona 2021 đã chính thức có bản facelift nâng cấp giữa vòng đời. Ở đời xe 2021, hãng xe Hàn Quốc giới thiệu thêm phiên bản thể thao Kona N-Line. Tổng thể, mẫu xe SUV hạng B này vẫn giữ kiểu dáng của đời trước, nhưng thay đổi của Kona 21 đến từ những chi tiết nhỏ. Cụ thể, ở phía trước hệ thống đèn LED ban ngày, đèn LED đã được thiết kế lại, cản trước được đặt thấp hơn, ốp gầm trông cứng cáp hơn và lưới tản nhiệt được thay đổi vân bên trong. Tại một số thị trường, hệ thống đèn chiếu sáng chính của Kona cũng đã được nâng cấp. Riêng trên biến thể N-Line, thiết kế của mẫu SUV này có cản trước mới, 3 khe hút gió phía trước và lưới tản nhiệt, cánh gió khí động học ở cản trước. Ốp vòm bánh xe cùng màu ngoại thất, mâm 18 in và cản sau màu đen, tích hợp khe khuếch tán nở. Điều này giúp cho N-Line nổi bật hơn so với phiên bản thông thường. Về vận hành, Kona 2021 được trang bị động cơ mới, phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ TGDI Smartstream 1.6, sản sinh công suất 194 mã lực, đi kèm hộp số liên hợp kép 7 cấp. Động cơ này kết hợp với hệ dẫn động 2 bánh hoặc là 4 bánh. Với phiên bản Diesel Smartstream 1.6 thì sẽ tích hợp công nghệ Hybrid hạng nhẹ 48V, sản sinh công suất 134 mã lực. Động cơ này đi kèm hộp số liên hợp kép 7 cấp hoặc là hộp số sàn 6 cấp 6IMT và hệ dẫn động 4 bánh. Bên cạnh đó, động cơ xăng TGDI Smartstream 1.0 mạnh 118 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc là liên hợp kép 7 cấp. Nếu lựa chọn phiên bản Hybrid nhẹ 48V, hộp số đi kèm sẽ là loại 6IMT. Đối với nội thất, Kona 2021 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và đi kèm tùy chọn hệ thống giải trí trung tâm 10,25 inch có tính năng chia đôi màn hình. Xe cũng được cập nhật hệ thống đèn nền nội thất, nhiều màu tùy chọn và chất liệu mới. Kona 2021 bản facelift được trang bị gói an toàn Smart Sense Active Safety, gồm có hỗ trợ tránh va chạm ở điểm mù, cảnh báo trước va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop Go, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo giới hạn tốc độ Safety Exit Warning, giúp người dùng ra khỏi xe an toàn, tự động đóng cửa khi phát hiện có phương tiện từ phía sau. Hyundai Kona 2021 dự kiến sẽ tới các đại lý tại thị trường châu Âu vào cuối năm 2020 với mức giá dao động từ 20.400 đô la đến 29.450 đô la, tương đương từ 472 cho đến 682 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.